kinh hãi, thủy quái, mắt lồi, mồm cười nham nhở, răng sắc như dao trôi giạt vào bờ. Sinh vật biển có vẻ ngoài kỳ dị với cặp mắt lồi và hàm răng như đang nhe ra cười, bị sóng đánh giạt vào bờ khiến không ít người lạnh sống lưng. Sinh vật lạ được phát hiện trên bãi biển North Star, bang Queensland, Úc đang gây xôn xao mạng xã hội nước này vì hình thù kỳ dị của nó. Nhìn bề ngoài thì khá giống cá, nhưng sinh vật này lại có mắt lồi và hàm răng bị cho là giống người. Ai biết đây là con gì không? Tôi thấy nó trên một bãi cát ở Losa. Người phụ nữ phát hiện ra con vật đăng trên Facebook và lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng địa phương. Nhiều người tỏ ra không tin rằng đây là cá thật vì hàm răng trông khá đáng sợ của nó, trong khi một số khác nói rằng đây là cá do người ngoài hành tinh nuôi. Theo tôi, sinh vật này chỉ là một mô hình, ai đó đã bày trò nghịch ngợm trên bãi biển, một người dùng Facebook bình luận. Hàm răng của nó khiến tôi phát khiếp, ai gắn răng giả cho nó vậy? Một người khác tỏ vẻ nghi ngờ về sinh vật kỳ dị. Con cá này do nha sĩ nuôi hả? Hàm răng của nó khá đáng yêu đấy. Nó có điệu cười, nhăn nhở hệt như người yêu cũ của tôi. Mọi người khác bình luận hài hước. Một số người cho rằng sinh vật này có thể là một con cá chiêm tinh. Loài cá này thường vùi mình trong cát và tấn công con mồi một cách bất ngờ. Sinh vật này có thể là một con cá chiêm tinh cỡ lớn. Chúng thường được tìm thấy ở các vùng biển nước Úc hoặc New Zealand. Tuy nhiên, hàm răng của sinh vật này thực sự có vẻ đáng sợ đấy. Cunon Brown, chuyên gia sinh vật biển tại Đại Dương học Maxwell Úc, nhận xét.